Chào các bạn ha. Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm cái mẫu knit envelope cardigan. Đây là một cái mẫu của nhà Yarn Inspiration ha. Đây là một cái trang web chuyên bán len và có nhiều cái track ở trên đó luôn. Đây là một trong những nơi mà mình mua len đầu tiên. Đây là một cái hãng của Mỹ bán len chủ yếu thị trường Mỹ và Canada ha. Đây là một cái mẫu thiết kế của nhà Payton, tên Payton ha. Để người ta quảng cáo cho cái dòng len Payton Classical Worsted. Thì các bạn cũng thấy là cái dáng của cái cardigan này là một cái dáng lẫn ha, là một cái dáng cardigan lẫn, không có nút và nó giống như là không có tay luôn ha, nó giống như cánh dơ luôn ha. Dài cái vai của nó thì vai xuôi xuống rồi, đây là có một khá đặc biệt, mình sưu tập khá lâu rồi mà mình vẫn chưa có đan, nên mình không biết là có bạn nào nhu cầu không, tại vì thực sự là cái mẫu cardigan thì này thì mặc vào tiết hơi lạnh, chứ lạnh quá thì nó sẽ hơi phong phanh ha, rét thì không bận được, nó chỉ bận vào khoảng thu được thôi ha. Thì cái mẫu này cũng không che nắng được luôn, tại vì tay ngắn mà, nhưng mà nó cũng giữ ấm khá tốt và khá style, phong cách có thể phối được nhiều đồ trong, rất là trẻ trung, và đặc biệt là một cái mẫu này nó dễ đan, đơn giản. Rồi mình sẽ nói về len material. Material ha, nguyên liệu của chúng ta sẽ có là len Payton Classical Worsted. Thì cái dòng len này mà không biết còn bán không, nhưng mà mình tìm ở trên web đó, mình hay mua thì không có nữa, nên là mình đã sử dụng bằng một cái dòng len khác. Rồi size thì chúng ta sẽ có ba size ha. Nhìn ở đây thì 3 size, nhưng mà nó tổng hợp của nhiều size lại với nhau. Ví dụ như là size XS, SM thì chúng ta sẽ có thể sử dụng một size này thôi. Thì cái form áo này là form áo cardigan, nó rộng nên là nó cũng không có cài nút, nên chúng ta không cần phải ôm form sát người, nên chúng ta chỉ cần một size có thể mặc được cả 3 size luôn ha. 3 size XS, SM thì chọn cái size này ha. Đây, cái size thứ hai dành cho những bạn nào có form người từ L, XL đến 2XL ha. Còn cái này là 3, 4, 5XL luôn. Đó. Thì đây là cái cuộn len 100g. Thì ứng với 3 size thì các bạn cần 5 cuộn, 6 cuộn, 7 cuộn ha. Kim đan thì chúng ta sẽ sử dụng kim đan 4.5mm needle ha. Chúng ta sẽ sử dụng circular knitting needle, kim đan vòng 36 inch tương đương với 91,5 cm. Thì các bạn có thể sử dụng kim kim 80 ha, tại vì độ dài này thì không có phổ biến lắm. Các bạn bạn nào mà đang những size nhỏ thì các bạn sử dụng độ dài kim 80 cm cũng ok rồi. Bạn nào mà đang size lớn thì cần kim to một chút ha, kim dài một chút. Độ dài kim thì nó rộng một chút, nó dài một chút để đan được cái vòng tròn, đan được nguyên cái bề rộng của cái áo này. Stickmaker ha, stickmaker là cái đồ đánh dấu nha. Rồi nói chi tiết hơn về size ha. Thì ứng với size ban đầu mình đã nói chúng ta có 3 size ha. Đó. Thì nếu mà các bạn nào có số đo vòng ngực từ 71 đến 96,5 cm thì các bạn sẽ đan cái size nhỏ nhất ha. Đan cái size này nè. Đó. Có độ vòng ngực thực tế của các bạn nha, vòng ngực mà đo trên thực tế cơ thể người á là 71 đến 96,5 thì đan size nhỏ nhất. Rồi các bạn nào có cái vòng ngực á, thực tế á, từ 101,5 cm đến 122 cm thì đan cái size thứ hai.
À, còn bạn nào có cái vòng ngực từ 137 đến 157,5 cm thì đang size thứ ba. Vậy câu hỏi đặt ra là ví dụ như bạn nào có kích thước khoảng từ 98, 99 thì nó ở giữa đây ha, thì các bạn nếu như mà các bạn thích nó hơi ôm phong một chút á, các bạn size nhỏ cũng được. Còn nếu các bạn thực sự thích rộng luôn thì các bạn sẽ đang size thứ hai. Những bạn nào mà kích thước nó ở giữa, ở chặng giữa của hai size này ha, thì các bạn có thể tùy ý lựa chọn size nhỏ cũng được và size lớn cũng được. Tương tự như vậy, ví dụ như bạn nào có kích thước vòng ngực là 127 đi đó, thì không biết là nên chọn size thứ hai hay chọn size thứ ba. Thì mình muốn nói là size thứ hai hay size thứ ba đều được, nhưng mà quan trọng là các bạn thích như thế nào, thích nó rộng nhiều hay là không thích nó rộng nhiều quá thì chọn size này, size thứ hai. Có thích rộng nhiều thì chọn size thứ ba ha. Rồi, cho dù các bạn sử dụng dòng len nào, len chính hãng do thiết kế nó đưa ra hay là một dòng len nào khác, thì trước khi len các bạn cũng phải nên test len lại. Chúng ta sẽ gây 20 stick bằng kim 4.5 ml đồ ha. Chúng ta sẽ bắt 20 mũi và đan 26 hàng, sẽ ra được một cái miếng hình vuông 10 cm. Thì các bạn phải coi thử là có đúng số mũi đó và số hàng đó thì các bạn ra được hình vuông 10 hay không. Còn nếu mà không được đó, thì các bạn phải xem lại, thay đổi len hoặc thay đổi kim ha. Rồi, như mình nói ở đây á, một cách khác thì các bạn có thể chọn mua len nó gần chính xác hơn. Là cái len này người ta nói là cái dòng len worsted. Worsted đó, khi mà các bạn mua một cái len nào đó mà nó có chữ worsted thì nó có nghĩa là những cái cuộn len sử dụng kim 4.5 ml đồ. Đây là cái len mà mình sẽ sử dụng để đan cho các bạn đó, Lee Mountain Yarn Gold Grey ha, nó có chữ worsted nè đó. Và ở đằng sau thì nó cũng có thông tin nè, 5 stick thì được 1 inch, mà muốn 10 cm thì sẽ là nhân 4 lên là 20 stick sẽ được 10 cm, và chính xác như cái gauge ở đây. Rồi, nói về abbreviation là cái phần viết tắt, nên là khi nào hướng dẫn tới đâu thì mình sẽ nói cái phần viết tắt ngay tại thời điểm đó luôn cho các bạn dễ hiểu hơn, là bây giờ mình nói sớm quá thì các bạn sẽ không nhớ được. Rồi mình sẽ nói về quy trình đan ha. Quy trình đan là chúng ta sẽ có hai hay ba phần. Đầu tiên là nó sẽ là cái phần phân, là thân trước của áo ha. Sau đó là tới phần back là thân sau, và cái finishing của chúng ta là sẽ khâu ráp lại. Đây là cái cấu trúc của cái hình, thì nhìn ở đây thì các bạn sẽ dễ hiểu hơn ha. Là đây là cái miếng phần thân trước ha, thì cái miếng back là thân sau. Sau khi chúng ta đan hai thân xong thì chúng ta sẽ ráp lại, và cuối cùng là chúng ta sẽ khâu hai cái này lại với nhau ha. Đó. Rồi, cái bài này nó rất là đơn giản. Mình sẽ đi vào chi tiết. Mình sẽ nói rõ hơn cho các bạn ha. Mình sẽ bắt đầu hướng dẫn cho các bạn đang phần phần ha. Thân trước chúng ta sẽ cast out bao nhiêu đây stick tùy theo size mà chúng ta đã chọn ha. Người ta có dấu sao hay dấu sao nè, trừ nó tròn tức là chúng ta sẽ không không đan vòng, mà chúng ta sử dụng kim đan vòng nhưng mà chúng ta sẽ đan một cái mảnh dài ha, chứ nó không có phải là thành vòng tròn, nên là người ta lưu ý lại ở đây cho mình. Working back and front across needle in rows. Nè, chúng ta sẽ đan thân trước và thân sau theo từng hàng ha, mặt trước và mặt sau theo từng hàng. Nó vì thế mình sẽ bắt đầu bắt mũi ha. Mình chọn đan cái size nhỏ nhất, size 79. Đây là cái len mà mình sẽ sử dụng để đan cái mẫu này. Ừ.
Cái này là 100% bill cool ha. Work state ha, tên của mình thì nó là 5 stick 1 inch thì 10 cm thì cũng sẽ bằng cái goal ở đây ha là 20 stick ha. Đó. Đây, bên trái của mình là hướng vào phía cuộn len, phía đầu cuộn len ha. Đầu sẽ len. Còn bên tay phải của mình là hướng vào phía cuộn len. Đây là kim của mình. Kim 4.5 ha. Độ dài dây của mình đang gắn trên kim này là 80 cm. Thì mình sẽ để sẽ len trên kim như thế này. Lấy ngón trỏ bên tay phải dịnh lại ha. Sau đó là mình sẽ dùng ba ngón cái và ngón cuối cùng bên tay trái để cầm cùng lúc này sẽ len, là cầm không quá chặt ha. Rồi ngón cái và ngón trỏ sẽ tách đôi sẽ len ra. Cái đầu kìm sẽ đi về hướng ngón cái, đi từ dưới đi lên ở giữa ha. Đi về đi vô giữa mà đi từ dưới lên, đi qua bên ngón trỏ lấy sẽ len ra. Rồi mình sẽ buông cùng lúc ngón cái và ngón trỏ ra. Nó sẽ hơi lỏng ha. Vì thế là mình sẽ tiếp tục lấy ngón cái và ngón trỏ tách đôi sẽ len ở dưới này ra. Đồng thời siết chặt cái mũi len vừa bắt lại. Đó. Đi về hướng ngón cái, đi từ dưới đi lên, đi qua hướng ngón trỏ, lấy sẽ len ra, siết lại. Cái độ dài dây mà lúc mà mình gặp đôi á, mình lấy khoảng một gian tay đó các bạn, tới cái điểm mà mũi bắt đầu tiên á, tính từ hướng đầu đầu sẽ len á, là mình lấy khoảng một gian tay nha. Đó, mình bắt được 4 mũi rồi nè. Mình sẽ tiếp tục bắt cho tới khi đạt được số mũi mà cái size của mình yêu cầu ha, là 79 mũi. Mình sẽ quay lại các bạn khi mà mình bắt đủ số mũi nha. Mình đã bắt đủ 79 mũi rồi ha. Thì mình sẽ cột hai sợi len ở đầu mũi kim lại với nhau. Nếu mà các bạn còn dư dài thì các bạn cột lại cho nó gọn nha, để cho nó không có bị dướng trong quá trình mình đan á. Rồi, như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn xong cái bước bắt mũi. Mình sẽ tiến hành đan hàng first row ha, right side ha, RS chính tắc là right side là mặt phải. Hàng 1 là hàng mặt phải ha. Mặt phải thì các bạn để ý nè, những hàng mặt phải là sẽ có cái cục bắt len nằm ở phía đầu kim đan ha. Mình sẽ đan K1, dấu sao là B1 K1, rep là viết tắt của từ repeat ha, là lặp lại, form là từ cái dấu sao to end of row. Có nghĩa là chúng ta sẽ lặp lại từ cái chỗ đoạn dấu sao nè cho tới hết hàng đan, hết nguyên cái hàng một luôn. Chúng ta sẽ đan K1, B1, K1, B1 ha. Đối với những bạn nào mà chưa biết đan K thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn như sau. Mình sẽ đâm từ trên trước mặt đi xuống ha, như thế này. Đi lên. Đi từ dưới lên trên, từ trái qua phải, rồi sẽ lên ra. Đây là mũi đan K. Mũi đan B á, thì á, cái dây đan phải đưa phía lên phía trên kim đan bên phải ha, nằm từ dưới nằm lên ha. Mũi đan đi từ trên đi xuống dưới rồi để lên trên ha, để khéo nó ra. Đây mũi đan B. À, đó, mà lại đang ca. Đó. Thì các bạn sẽ thấy á, cái việc tập lại B1 ha. Đó. Rồi K1
mình sẽ lặp lại B1K1 cho đến hết hàng U. Đó. Ở chân của những hàng mũi đang K thì nó sẽ có hình chữ V ha. Còn chân của những mũi đang B thì nó sẽ có một cái sợi len trắng ngay phía dưới mũi. Hả? Này, mũi đang cuối cùng của hàng mũi là phải là mũi K1 nha các bạn. Nếu mà các bạn kết thúc không phải bằng mũi K1 thì các bạn nên coi lại còn mình có đang sai mũi nào trong quá trình đan hay không. Đó là cách nhận biết đầu tiên của mình sơ xuất ha. Rồi khi mà kết thúc hàng row 1 xong ha, first row xong ha, mình sẽ sang hàng second row, là mình sẽ quay kim lại như thế này và các bạn sẽ thấy nè, hàng second row nó không có cái cục bắt đèn ở đầu, nên ở đây mình sẽ tự hiểu ra là hàng second row là hàng mặt trái ha. Và nó là những hàng mà bắt đầu nó mới cục len bắt mũi ở phía đầu. Hàng second row chúng ta sẽ đang B1 ha, sau đó là dấu sao K1 B1 phép form sao to end of row ha. Thì nó cũng giống như ở trên first row nhưng mà nó ngược lại, mũi đầu tiên của mình sẽ là mũi B1 và chúng ta sẽ đang lặp lại K1 B1 ha, cái cộng dấu sao nè ha, cho tới hết cuối hàng này. Mũi đầu tiên là mũi B1 ha. Đó. Sau đó là K1 B1. Đó. Rồi lặp lại K1 B1. Thì các bạn sẽ thấy nè, hồi nãy á cái hàng first row á mình đèn nó với cái hàng second row nó sẽ giống như là một cái hàng đang trip, tức nghĩa là nó cái hàng nào chữ V thì nó thẳng chữ V lên, còn hàng nào có cái mũi len sọc ngang trắng ngang qua thì nó sẽ cũng thẳng hàng lên như thế này ha, chữ V thì chữ V luôn, dấu gạch ngang thì dấu gạch ngang luôn. Đó, đây là hai hàng giống như là hai hàng đang trip vậy ha. Thì mình sẽ đang lặp lại K1 B1 nó đến cuối hàng. Nếu mà các bạn giữa chừng á đang mà quên mất là mình không biết đang tới mũi nào rồi, thì ngoài cái cách đang giống như là nhìn lại cái mũi đang vừa đang phía trước là mũi K hay mũi B, thì mình còn có một cái cách để nhìn khác, đó là coi cái mũi tiếp theo của mình nè. Đó, nếu mà cái chân của nó là chữ V thì mình sẽ đan K vào. Đó, tại vì mình đang riết mà mình muốn nó thẳng hàng chữ V nè. Đó, còn nếu mà cái mũi len tiếp theo của mình nè, có một sợi len trắng ngang qua nè. Đó, có một sợi len trắng ngang qua đây nè. Đó, thì mình sẽ đan B. Rồi, mình sẽ lắp lại đến cuối hàng luôn ha. Mình sẽ đọc cho các bạn tí mà prep last two row là cái hàng 1 và hàng 2, là cái hàng vừa nãy vừa đang xong là last two row ha. K1 B1 dripping, các bạn sẽ thấy người ta nói nè, chúng ta đang drip K1 B1 đó, một mũi K và một mũi B xen kẽ nhau ha, thì người ta gọi là K1 B1 drip nè, dripping à. For 3 in hay còn tương đương với 7.5 cm ha. Tức là chúng ta sẽ đang dày một đoạn khoảng 7.5 cm, ending on a wrong side row, kết thúc bằng một hàng ở mặt trái, tức nghĩa là cái hàng cuối cùng của hàng đang tiếp sẽ là hàng chẵn ha, hàng mặt trái ha. Đó. Đó, người ta sẽ có hai cái dấu sao ở đây thì các bạn lưu ý ha, hai cái dấu sao nó bắt đầu từ cái đoạn này nè, từ cái chỗ này nè, do not join ha. Cái đoạn đang trip này của chúng ta đó, thì chúng ta sẽ không có đang thành vòng tròn mà đang theo hàng, và chúng ta sẽ đang cái bo này dài 7.5 cm ha. Rồi mình sẽ quay lại các bạn khi mà mình đang được cái đoạn dài khoảng 7.5 cm và kết thúc ở hàng mặt trái, thì mình sẽ cho các bạn xem kết quả. Chào các bạn ha, mình đã đang cái rip được 7.5 cm, kết thúc ở hàng mặt trái ha, mà chuẩn bị mình sẽ đan mặt phải.
mình sẽ đo cho các bạn xem. Khi mà các bạn đo thì các bạn nhớ coi cái sóng ha, cái hàng của chúng ta tăng đo thẳng cái cột chữ V như thế này để cho nó ra cái kích thước chính xác hơn ha. Này, 7,5 ha. Bây giờ mình sẽ đọc tiếp trạc ha. Process as follow. First row right side ha. Chúng ta sẽ đan vào cái phần thân á, và bắt đầu là hàng đan đầu tiên right side là ở mặt phải đó. Right side là cái có cục bắt len ở phía đầu. Mình sẽ đan K1 B1 K1 7 time. Tức là mình lặp lại cái đoạn trong hoạt đơn này 7 lần ha. Cũng bằng kim 4.5 luôn nha các bạn. Đầu tiên sẽ là K1 ha. Sau đó sẽ là B1 K1 7 lần. 2 mũi mà 7 lần là 14 mũi ha. 14 mũi với mũi K1 và đầu tiên nó cũng là 15 mũi. À, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. K1 nè, lặp lại 7 lần là 1 nè, 2 nè, 3, 4, 5, 6, 7. Đó là 15 mũi. Sau đó là người ta ghi chữ BM. BM này có nghĩa là place marker. Chúng ta sẽ đặt một cái đồ đánh dấu vào. Rồi tiếp theo là K1 B1 Drag from start to end of row. Tức nghĩa là chúng ta sẽ đặt K1 B1 lặp lại cho đến hết hàng ha. Thì các bạn sẽ thấy nè, sau khi place marker xong thì đáng ra nếu mà đang theo drip thì mũi này sẽ là mũi đang B, nhưng chúng ta không đang B nữa mà chúng ta đang K1 B1 mà nó sẽ ngược họa tiết lại với cái đoạn drip ở dưới đến hết hàng luôn. Này, mình mới vừa đang xong hết hàng row 1 ha. Thì các bạn thấy nè, cái họa tiết của mình nó sẽ bị chéo, sẽ bị ngược lại với cái hàng đang drip ở phía dưới. Đó. Mũi đang K nè ha, thì trên này nó lại có sẽ lên trắng ngang của mũi đang B ha. Rồi tiếp theo sẽ là hàng second row, thì mình sẽ tự hiểu nó là mặt trái ha. Thì người ta nói nè, K1 B1 trường maker. Chúng ta sẽ đan K1, B1 ha, từ đầu hàng cho đến cái đồ đánh dấu. K1, B1 ở đây thì nó sẽ giống với cái họa tiết của cái hàng mới đan. Ví dụ như mũi đầu tiên của mình nè, mũi đầu tiên của mình các bạn sẽ thấy là chân chữ V nè ha. Thì bây giờ mình đan K vô luôn. Ở đây có sẽ đan trắng ngang nè, mình sẽ đan B vô luôn. Cái hàng này hàng second ha, hàng thứ hai ha. Đó. Thì họa tiết nó đi theo hàng 1. Đây, mình đã đang theo K1, B1 theo cái đồ đánh dấu ha. Rồi S, L, M. Cái này là slip maker, là dời cái đồ đánh dấu qua ha. Sau đó mình sẽ đan B1, K1 ha. 7 time, 7 lần. Trong mỗi hoạt đơn này là 7 lần ha. Mũi cuối cùng sẽ là mũi B1. Này, slip maker qua. Đan B1 nha các bạn. Tức là đang theo họa tiết á. Thấy cái ta mũi đầu tiên có đèn trắng ngang qua nè. Chúng sẽ đan B1, K1.
B1 K1 7 lặp lại 7 lần là 14 mũi, nhưng cái mũi cuối cùng sẽ là mũi B1 ha. Thì các bạn sẽ thấy nó giống như là đang rít vậy đó. Cái 15 mũi. 15 mũi này giống như là đang rít ha. Đó. Mũi cuối cùng mũi B1 nè. Như vậy là mình đã hướng dẫn cho các bạn xong hàng row 2 ha. Tiếp theo là hàng row 3, third row ha. Mũi đầu tiên sẽ là K1, B1, K1, 7 time. Thì cái đoạn này nó giống như cái đoạn của hàng first row ha. Các bạn sẽ thấy cái 15 mũi của hàng row 3 nó sẽ giống 15 mũi của hàng row 1. Đó. Rồi slip maker. Thì mình sẽ gợi ý luôn cho các bạn hiểu là cái đoạn 15 mũi này nó giống như là cái nẹt. Thì các bạn thường cái nẹt mà người ta sẽ cho nó drip, cho nó đang drip. Đó, 15 mũi. Y như cái đoạn rít ở dưới thôi. Tới cái độ đánh dấu ha. Slip maker. Sau đó là đèn B1, K1. Red from style to end of row. Dài qua. Thì bây giờ nó họa tiết của chúng ta sẽ là B1, K1 nha các bạn nha. B1, K1 tập lại đến hết hàng ha. Tức nghĩa là hồi nãy các bạn sẽ thấy nè, cứ mình vừa đang ca cái mũi chân này, chân chữ chân đang ca, chân chữ V đang ca, nhưng mà mình này đang B ở, ở chân bên này là mũi đang B ha, thì mình lại đang ca. Đó, đây là cái họa tiết ở trong thân áo của chúng ta. Cứ mỗi lần mà chúng ta quay qua mặt phải ha, là các hàng đang lẻ, thì chúng ta sẽ thay đổi cái họa tiết. Chứ nó không phải là họa tiết đang drip. Thì mình sẽ đang B1 K1 B1 K1 B1 K1 ha. Nè, mũi B nè, mũi K nè, B nè, K nè. Đập lại đến hết hàng ha. Đây, mình đã đang xong hết hàng trổ 3 ha. Đó. Nào, mình sẽ hướng dẫn tiếp hàng trổ 4. Đây, cái hàng trổ 4 mà bắt đầu sẽ là mũi B1 K1 to the maker. Hàng trổ 4 sẽ là hàng mặt trái, thì các bạn sẽ nè, trổ 4 nó sẽ đi theo họa tiết của trổ 3. Tức nghĩa là mũi đầu tiên của chúng ta là mũi nó sẽ lên trắng ngang rồi, là mũi đang B, thì bây giờ mình cũng sẽ tiếp tục đang B vào vị trí đó ha. Nó đi theo họa tiết của row 3. Cho tới cái độ đánh dấu nha. Đó. Mình đã đang tới cái độ đánh dấu ha. Slip maker và đang B1 K1 7 time ha. Còn cuối cùng B1 thì các bạn sẽ thấy nè, cái đoạn nẹp ha, cái đoạn nẹp của hàng row 4 nó sẽ giống đoạn nẹp của hàng tròn 2 ha. Slip maker. Thật sự ra cái đoạn nẹp đó, các bạn chỉ cần nhớ là đang theo họa tiết ha, là sẽ dễ lắm. B1 K1 nè.
Như vậy là xong hàng rô 4 à. Tiếp theo sẽ là hàng thứ 5 ha. Bắt đầu là mũi K1 B1 7 time ha. Thì các bạn sẽ thấy nè, nó giống tương tự với rô 1, rô 3 ha. Thì cái này là cái đoạn mà là mũi đang theo drip em mà. Nhìn là những hàng các bạn đang thì các bạn chỉ cần nhớ là 15 mũi này đang theo riết thôi, chúng ta không cần phải nhớ chạc nữa, không cần phải nhớ nhiều nữa. Xong slip maker ha. À, K1, B1, Reform Style to End of Row. Thì các bạn sẽ thấy nè, nó cái hàng 5 thì nó sẽ ngược họa tiết với hàng 3 ha. K1 B1 K1 B1 Và các bạn sẽ để ý nè, cái hàng 5 tuy là nó khác với hàng 3 nhưng mà nó giống với hàng 1 ha. Sau khi mà slip maker ha, thì first row là cái hàng đầu tiên cũng là K1 reform style to end of row ha. Ở đây cũng vậy, reform style to end of row ha. Hàng 5 nó giống hàng 1. Rồi, và mình sẽ để cho các bạn tự đan hết hàng 5. Này, mình đã đan hết hàng 5. Tiếp theo là hàng 6 ha. Six row thì sẽ bắt đầu là K1, B1, to the maker ha. Thì nó giống như nó ngược lại nói chung là nó sẽ đang theo cái họa tiết của cái nẹp đó các bạn. Nó sẽ đang theo họa tiết của hàng năm ha. Ví dụ như là lặp lại K1, B1 đây. Mũi đầu tiên của mình là mũi đang K nè. Đó, mũi chữ V nè, ở chân của nó có chữ V nè ha. Thì bây giờ mình sẽ đang K. Tất cả các hàng hàng mặt trái các bạn, hàng có số lặp, số chẵn á, thì mặt trái chúng ta sẽ đang theo họa tiết. Cái đoạn mà cái đoạn thân á, không phải là cái đoạn nẹt nha. Các bạn nhiều mũi á. Đó, mình sẽ đang theo họa tiết cho tới cái đồ đánh dấu này. Mình đã đang tới cái đồ đánh dấu ha. Rồi sau đó là slip maker B1 K1 7 time nè. Thì các bạn sẽ thấy nè, nói tương tự giống như hàng 4 và hàng 2 ha. B1 K1 mũi cuối cùng là mũi B. Nói chung chúng ta sẽ đang theo họa tiết của hàng đang drip ở phía dưới. Bạn sẽ thấy cái họa tiết của chúng ta nó sẽ liên tục thay đổi, xen kẽ và thay đổi họa tiết. Mỗi lần mà chúng ta đang ngày mặt phải thì chúng ta lại thay đổi ha. Là thấy chân chữ V thì là ngược về đang B, thấy chân chữ B thì ngược về là đang K đó. Còn mặt trái của chúng ta khi nào cũng nhìn theo cái chân ở phía dưới đang mũi gì thì mình sẽ đang giống như vậy. Còn cái phần đẹp thì khi nào cũng đang trip hết đó. Đó là cái cách để mà nhớ cho đang cho nó nhanh ha. Khi mà mình nhìn ra được cái họa tiết thì mình dễ nhớ, mà mình không cần phải nhớ là ủa hàng nào thì đang K trước đang B trước thì nó sẽ rất là rối và nhớ nhiều và đôi khi nhập dẫn đến nhầm lẫn. Nên là khi mà các bạn nhìn cái họa tiết được á thì các bạn sẽ nhớ và đang chính xác hơn. Nếu mình thấy cái chỗ nào ủa kỳ kỳ là mình nhìn ra liền à.
rồi ha. Mình sẽ đọc tiếp. Red blood for rose là Iris Moss stick à, ha. Red là viết tắt của từ repeat ha, lặp lại 4 hàng cuối là từ hàng 3 đến hàng 6 ha. Đó. Từ hàng 3 đến hàng 6 là cái họa tiết của chúng ta. Người ta gọi cái họa tiết là Iris Moss stick ha. Đó, cái tên của cái họa tiết này. Rồi and drip bat. Và cái họa tiết đang drip ở phía nẹp ngoài nè. Đó, là chúng ta có hai cái họa tiết, một cái là Iris Moss stick, còn cái bên này là drip drip thôi ha. Cho tới khi đạt cái độ dài bao nhiêu đây in hoặc là bao nhiêu đây cm total length là tính từ cái chỗ bắt mũi đi lên luôn ha. Chúng ta sẽ đang cho đạt cái độ dài đó thì theo size mà chúng ta chọn, và nhớ là lưu ý là kết thúc ở hàng mặt trái ha. Rồi mình sẽ quay lại với các bạn sau khi mà mình đang đủ độ dài của size mình ha. Chào các bạn ha. Mình đã đang được 12,5 cm đối với cái size nhỏ nhất tính từ cái hàng bắp mũi ha, và kết thúc ở hàng mặt trái, tức nghĩa là bây giờ mình chuẩn bị vào hàng mặt phải nè. Mình sẽ đo từ cái hàng cái chỗ bắp mũi ha, dọc theo cái hình chữ V, mũi đang ca của mình đang nó thẳng lên 12,5. Rồi, như vậy là mình đã hướng dẫn xong các bạn cái đoạn process test follow ha. Cái đoạn này nè, tức là mình đang từ từ cái điểm bắt mũi đi vô tới cái chỗ này ha. Một đoạn ngắn ở đó thôi. Và mình không biết là các bạn khi mà các bạn đang đạt cái độ dài của size của các bạn thì các bạn dừng ở hàng mấy của họa tiết ha, tại vì mình đang lặp lại từ hàng 3 đến hàng 6 ha. Nó lặp lại 4 hàng họa tiết này thì khi mà mình dừng lại ở cái độ dài 12,5 cm á thì cùng lúc đó là mình vừa kết thúc các họa tiết ở hàng thứ 6 luôn. Đó, còn mình không biết là các bạn dừng lại thì tại cái thời điểm đó là các bạn họa tiết của hàng thứ mấy, thì chúng ta sẽ không nhất thiết là phải giống nhau, tại vì cái độ dài của chúng ta khác nhau nên chắc chắn là tại cái thời điểm dừng á thì là mỗi người sẽ dừng lại ở một cái hàng khác nhau. Quan trọng là người ta chỉ nói mình là phải dừng lại ở hàng mặt trái thôi, tức là đã đang xong hàng mặt trái thôi ha. Về từ cái điểm này trở đi thì mình sẽ không nhắc lại họa tiết nữa, mà tại vì trên lệch cái hàng họa tiết nên mình sẽ không nhắc tới cái họa tiết ở hàng thứ mấy nữa ha, mà chúng ta phải tự nắm được cái hàng họa tiết của chúng ta ở hàng thứ mấy để hàng tiếp theo chúng ta phải đang lặp lại y như vậy ha. Tức nghĩa chúng ta sẽ đang tiếp theo, thí dụ như đối với mình lặp lại, mình kết thúc ở hàng thứ 6 thì chắc chắn nếu mà mình tiếp tục đan thì mình phải vô hàng đan thứ 3. Còn nếu các bạn nào vừa mới kết thúc ở hàng thứ 4 thì các bạn phải đan theo tiếp hàng thứ 5, thứ 6. Như vậy tùy mỗi người nha. Rồi, sau đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn đan cái phần shape collar, tức là cái phần bẻ cổ áo ha. Natural right side, tức là mình sẽ bắt đầu đan từ hàng mặt phải luôn. Rồi, drip to maker. Đó, hàng mặt phải nè. Ở cốt đầu của chúng mình sẽ vẫn đang drip như bình thường ha. Số mũi vẫn là 15 mũi. Thì ở đây mình sẽ cắt cảnh cho nhanh nha. Rồi, mình đã đan xong 15 mũi drip ha. Thì người ta nói nè, sau khi này drip to the maker nè, M1 tức nghĩa là mũi tăng ha. Đây chúng ta sẽ tăng một mũi trước cái đồ đánh dấu ha, sau đó mới slip maker. Mình sẽ lấy cái mũi len trắng ngang. Giữa hai sợi len có một cái sợi len nằm ngang. Mình sẽ câu sợi len này lên để qua kìm bên trái. Sau mình sẽ đan ca cái chân sau ha, đan ca cái chân len ở phía sau.
Đây là mũi M1 ha. Sau đó mình sẽ slip marker qua. Bed này là viết tắt của từ pattern ha, tức là đang theo họa tiết, to end of row, đang theo họa tiết cho đến hết hàng. Thì giống như hồi nãy mình có nói với các bạn rồi, khi mà các bạn kết thúc họa tiết ở đâu thì các bạn sẽ đăng tiếp ở đó. Ví dụ như mình kết thúc họa tiết hồi nãy ở hàng thứ 6, bây giờ mình sẽ quay lại hàng thứ 3, tức là mình sẽ đăng B1K1 ha. Còn không á, các bạn không cần phải đăng theo chart. Thì các bạn nhớ nè, khi nào mặt phải của chúng ta hồi nãy dưới đây là chân chữ V ha, thì chúng mình sẽ đăng B ở mặt phải nha. Thì mình sẽ đăng ngược lại cái mũi mà mình nhìn thấy ở dưới chân. Cứ BK đến hết hàng thôi. Này, mình vừa thực hiện đang BKBK đến cuối hàng ha. Là tại vì cái họa tiết của mình là đi theo họa tiết hàng thứ 3. Còn nếu mà các bạn nào đi theo họa tiết hàng thứ 6 thì hàng thứ 5 thì nó sẽ là ngược lại KB ha. Rồi. Thì nói chung là mình sẽ đang theo họa tiết đến cuối hàng. Mình sẽ đọc tiếp nè. Quốc truy draw even in bed, tức nghĩa là chúng ta sẽ đang thêm 3 hàng nữa theo họa tiết ha, tức nghĩa là không có tăng mũi, chúng ta đang theo họa tiết 3 hàng nữa thôi như bình thường. Rồi tacking in stick into dripping, tức là cái mũi mà chúng ta vừa tăng M1 với nó thì mình sẽ đang nó theo mũi đang drip luôn, tức nghĩa là những cái mũi tăng ở trước đây nè, đó ở trước cái đồ đánh dấu á, thì chúng ta sẽ đang nó như một mũi drip bình thường luôn ha, vẫn đang theo họa tiết như bình thường, tức nghĩa là KB mũi cuối cùng vừa tăng lên thì K xong rồi thì nó sẽ là mũi B ha. Đó. Bây giờ mình sẽ quay lại mặt trái ha. Mình sẽ đang tiếp theo họa tiết thì mặt trái á, thì theo họa tiết sao thì đang lại giống vậy thôi. Nó khá là đơn giản. Thì mình sẽ off máy, mình đang tới cái đồ đánh dấu ha. Mặt trái này mình cũng sẽ đếm lại là người ta kêu mình đang thêm 3 hàng, tức nghĩa là mặt trái 1 hàng ha. Rồi mặt phải 1 hàng và mặt trái 1 hàng nữa là đủ 3 hàng. Đây mình đã đang tới cái đồ đánh dấu ha. Thì các bạn sẽ thấy là mặt trái đang giống với mặt phải. Nó còn là hai mũi K kề nhau như là chân chữ V. Rồi mình sẽ slip cái đồ marker qua. Sau đó thì các bạn sẽ nhìn theo cái hàng đang trip ha, gần nhất của chúng ta nè, KB thì ở đây nè, cái mũi M1 thì ở đây mình sẽ đăng K ha, để cho nó vô cái họa tiết trip và tới mũi B nè, nó trở lại mũi K nè. Đó, các bạn sẽ thấy mình làm sao để cho nó vô cái họa tiết drip của mình. Đó, KB. Đó. Và mình sẽ đang drip đến cuối hàng. Mình vừa đang thêm được một hàng á, người ta kêu mình đang 3 hàng, ở đây là mặt trái là một hàng rồi, còn mình phải đang thêm một hàng mặt phải và một hàng mặt trái nữa, thì hai hàng này là hai hàng không có tăng mũi nha các bạn nha. Chúng ta chỉ đang theo họa tiết một cách bình thường thôi, không có tăng mũi gì hết. Thì mình sẽ để cho các bạn tự đang thêm hai hàng nữa ha. Mình mới vừa đang thêm hai hàng nữa là tổng cộng mình đang đủ 3 hàng không có tăng mũi ha. Thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách nhìn cách đếm hàng ha. Đây cái mũi này nè, ở trước cái đồ đánh dấu ha. Đây là một cái mũi cột chữ V mình nó vô mọc thêm ra, tại vì cái hàng này ở mặt trái nha các bạn, mình đang nhìn ở mặt trái thì cái mũi này nè, nó là cái mũi tăng của mình. Sau đó là mình có 1, 2, 3,
Ừ, bên đếm này chữ V đi là nó cái chữ V tăng này thì mình không có đếm ha, mình đếm chữ V ở phía trên nó nữa là một nè, hai nè, và với xạ lên nó đang ở trên kim là ba, là mình đang ba hàng không tăng mũi kết thúc ở mặt trái ha. Đó thì người ta mình sẽ đọc tiếp trạng ha, rep là viết tắt của từ repeat, tập lại ha, tập lại last four row, tập lại bốn hàng vừa rồi 10 19 times more, và tới ngày thêm 19 lần nữa, bốn hàng vừa rồi thêm 19 lần nữa ha. Sau khi kết thúc thì các bạn sẽ đạt được cái số mũi nhiêu đây tùy theo size. Thì mình lưu ý các bạn bốn hàng vừa rồi, bốn hàng là có một hàng tăng mũi và ba hàng là không tăng mũi ha. Cái hàng tăng mũi của chúng ta là cái hàng nó sẽ tăng ở mặt phải, nó chỉ tăng ở mặt phải thôi nha. Đó, một hàng tăng mũi ở mặt phải và ba hàng không tăng mũi kết thúc ở mặt trái ha. Chúng ta sẽ lặp lại cái quy trình này 19 lần nữa, 19 lần nữa. Đó, vì thế nên là các bạn có thể dễ dàng tính ra được, ví dụ như cái mũi nha, cái số mũi bắt á của mình, của cái size của mình ha, là 79 mũi ha. Đó, 79 mũi đối với size nhỏ nhất. Sau đó là mình có tăng một mũi ra đây, ở cái phần hàng natural right size là 80 mũi, đang thành 80 mũi 19 lần, 19 lần tăng, mà chỉ mỗi lần tăng là tăng một mũi ở mặt phải thôi ha. Là 19 mũi nữa là thành 80 mà cộng 19 là ra 99 mũi. Đó thì các size còn lại các bạn cũng sẽ dễ dàng tính ra được cái con số này. Cái con số này là con số đúng, nên là khi mà các bạn đang mà các bạn chưa đạt con số này, hoặc là đang đủ số lượng mà sao thấy nó thiếu, tức là bạn phải kiểm tra lại ha, thiếu dư thì các bạn phải kiểm tra lại so sánh cái số này rồi. Như mình đã nói, mình đã đan ba hàng trơn xong rồi, thì bây giờ nếu mà mình đan tiếp ha, thì mình sẽ quay trở lại đan có ba hàng tăng mũi ở mặt phải, ba hàng đan trơn rồi ha, ba xin lỗi, ba hàng không tăng mũi rồi ha. Bây giờ tiếp theo sẽ là hàng tăng mũi lại ha. Hàng tăng mũi lại thì mình sẽ nhắc cho các bạn là sử dụng mũi M1 trước cái đồ đánh dấu nha. À, rồi mình sẽ quay lại với các bạn sau khi mà mình đang đủ số lần ha. Họa tiết thì mình vẫn phải đảm bảo ha. Chào các bạn ha, mình đã đan cái thân áo, cái phần phần đó, nó tăng đủ số mũi ha, và đủ số lần, tức nghĩa là mình đã đạt được cái số mũi 99, tổng số mũi là 99 mũi và đủ số lần là thêm 19 lần ha. Đó, đây thì mình sẽ cho các bạn coi kết quả. Thì mình sẽ hướng dẫn sơ cho các bạn cách mà kiểm tra. Cái kiểm tra tổng số mũi thì các bạn đã biết rồi ha. Đó là cái dễ dễ dàng kiểm tra nhất. Ngoài ra chúng ta cần phải kiểm tra chi tiết hơn ở một số điểm, ví dụ như là cái số ở ngoài cái phần nẹp áo. Thì á, ban đầu cái phần nẹp áo của chúng ta giai đoạn đầu á, trước khi tăng mũi á, là ở dưới đây là chỉ có 15 mũi thôi. Nhưng mà qua 19 lần, tăng thêm 19 lần nữa với thêm một lần mà người ta hướng dẫn mình ha, thêm một lần tăng mũi và cái hàng Destro này là một lần thêm 19 lần nữa, tức nghĩa là tổng cộng là chúng ta tăng 20 lần ha. Tăng 20 lần mũi M1 đó thì 15 mũi ban đầu với thêm 20 lần, tức nghĩa là tăng 20 mũi, là 15 cộng 20 là ra 35 mũi. Thì các bạn sẽ đếm ở đây nè, từ đầu hàng cho đến cái đồ đánh dấu chúng ta sẽ có 35 mũi ha. Và cái phần từ cái đồ đánh dấu này tới cuối cuối hàng đan thì nó sẽ là không thay đổi số mũi. Thì cái số mũi ở ngay cái phần nẹp á của tất cả các size nó sẽ giống nhau, đều là sẽ thành 35 mũi ha. Ban đầu là 15 mũi và sau sau đó là sẽ trở thành 35 mũi cho tất cả các size luôn. Rồi
mình sẽ đếm cái số lần tăng mũi thực tế ở trên áo ha. Đây thì các bạn sẽ thấy như cái quy trình của chúng ta là sẽ có 4 mũi, có 4 hàng, một hàng tăng mũi và 3 hàng đang thường không tăng mũi. Đó, thì các bạn sẽ thấy nè, chúng ta sẽ có những cái mũi tăng nhìn thấy được ha. Đó, ở ngay những cái điểm nè, nó nhô ra thêm mũi nè. Đó, thì chúng ta sẽ dễ dàng thấy được ha. Đó, đây nè, những cái vị trí này nè. Đó, chúng ta có thể đếm lên ha, bắt đầu từ ở đây ha. Đó. Một mũi nè, ở đây là mũi đang bê nên là nó sẽ hơi khó thêm một chút. Một nè, hai nè. Đó. Ba nè, bốn nè, năm nè, sáu nè, bảy nè, tám nè, chín nè, mười, mười một nè, mười hai, mười ba, mười ba, mười bốn, mười lăm, mười sáu, mười bảy, mười tám, mười chín, hai mươi ha. 20 và mình có đang thêm 3 hàng không tăng mũi từ đây trở lên. Đó, thì các bạn có thể đếm được số lần các bạn tăng mũi thực tế trên áo nữa. À, thì để kiểm tra bài, kiểm tra dọc, kiểm tra ngang, kiểm tra số mũi luôn thì nó sẽ chính xác hơn. Và mình sẽ bắt đầu hướng dẫn các bạn đi tiếp cái phần sau. À, là viết tắt của từ continue ha. Continue even until bao nhiêu đây in, hoặc là tương đương với bao nhiêu đây cm tùy theo size. Total length tức là tổng cái độ dài của áo luôn, từ cái hàng bắt mũi, ending on the wrong side row ha. Và dịch tạm cái câu này là tiếp tục đang lên và không tăng mũi nha, tiếp tục mình đang theo họa tiết, đang lên cho tới khi nào mà đạt được bao nhiêu đây cm tùy theo size ha, trên tổng chiều dài tính từ hàng bắt mũi, và kết thúc bằng một hàng ở mặt trái. Xin lỗi các bạn, tay mình nó hơi dơ do không phải là mình ở dơ đâu, là do chơi màu với bé đuổi hoài không có sạch, các bạn thông cảm. Rồi chúng ta lưu ý ha, sẽ từ đây trở đi bạn sẽ đang theo họa tiết và tổng số mũi không thay đổi, tại vì chúng ta không tăng mũi nữa và chúng ta sẽ đang bình thường ha, vẫn giữ cái họa tiết drip ở phần nẹp và họa tiết của 4 hàng theo họa tiết giống như mình có nói với các bạn ha, từ hàng 3 đến hàng 6 ha. Chúng ta vẫn giữ đang theo cái họa tiết từ hàng 3 đến hàng 6. Hồi nãy các bạn kết thúc ở họa tiết gì thì bây giờ mình sẽ đang theo họa hàng tiếp theo ha. Chứ mình không có nói rõ là các bạn ngừng ở hàng nào, tại vì mỗi người là mỗi khác nhau. Rồi mình sẽ đang tiếp lên cho tới khi nào đạt cái độ dài của size mình, tức nghĩa là phải đạt 94cm thì mình sẽ quay lại cho các bạn xem kết quả nha. Chào các bạn à, cái áo mình á, mình đang đã được rất là dài rồi nên là cái camera của mình nó không quay hết được. Đây là phía cái bò nè, thì dài tới đây, tại vì tới 94cm lận ha, thì cái camera của mình nó không có quay hết được. Rồi, nhưng mà mình sẽ chỉ các bạn cách để đo như thế nào để mà nó chính xác ha. Tại vì cái khi mà các bạn đang một cái áo nó dài như vậy á mà nó có cái họa tiết nữa thì mình sẽ khó đo cho đúng. Nhưng mà mình sẽ đo theo cái đường bo ha, theo cái nẹp áo ở ngoài đây nè. Đó, thì mình cũng sẽ đo sát từ cái hàng bắt mũi. Mình sẽ chọn một cái hàng chữ V nào đó bất kỳ ha, sẽ đo dọc chữ V đó lên như vậy ha. Đó thẳng một hàng chữ V đó thôi ha. Đó, thì mình sẽ đo dọc nó cho đến sát cái hàng mà mình đang ở trên kim, thì nó sẽ đạt đúng cái kích thước mà cái chạc người ta đã cho mình ha. Thì mình sẽ dừng lại. Các bạn lưu ý là ending on a wrong side row, kết thúc bằng một hàng ở mặt trái nha. Này, mình đã kết thúc bằng một hàng ở mặt trái. Bây giờ mình chuẩn bị đan tiếp và sẽ vô mặt phải.
Natural ha, right side. Bad là viết tắt của từ pattern ha. Chúng ta sẽ đang theo họa tiết to two stick before marker. Cho đến khi còn hai mũi trước cái đồ đánh dấu ha thì dừng lại. Đây. Mình sẽ đan mặt phải ha. Đó là đan theo họa tiết cho đến khi còn hai mũi nữa. Cái họa tiết ở đây thì vẫn là cái họa tiết đang drip thôi, không có gì đặc biệt hết. Thì cái drip bây giờ của chúng ta là có 35 stick ha, cho tất cả các size luôn. Này, mình đã đan cái drip còn lại hai mũi trước cái đồ đánh dấu ha. Thì mình sẽ thực hiện mũi K2 thoát. Đây là cái mũi giảm mũi ha. Chúng ta sẽ gọt hai mũi lại còn thành một mũi thôi nhờ mũi đan K. Sau đó là slip maker ha. Đó, mình sẽ đan K2 thoát, đâm theo chiều đan K cùng lúc qua hai mũi len ha. Hai mũi len nữa ha. Đó, hai mũi cùng lúc qua hai mũi thực hiện đan K. Như vậy sau khi mà mình thực hiện mũi K2 thoát là tổng số mũi của chúng ta đã giảm đi, tổng cái số mũi cái phần nẹp á là trước cái đồ đánh dấu á là nó giảm đi một mũi, là nó còn 34 mũi thôi. Sau đó mình sẽ slip cái đồ đánh dấu qua. Back to end of row thì cái phần còn lại của chúng ta ở bên này chúng ta sẽ đang theo họa tiết tùy vào các bạn ha. Các bạn đang theo họa tiết tới đâu thì mình sẽ tiếp tục đang theo họa tiết tới đó cho đến hết hàng luôn. Cái phần mà phần phía trong áo á thì chúng ta không thay đổi về số mũi đan ha. Chúng ta sẽ tiếp tục đan như bình thường, không đá động về cái số mũi ở trong thân, chỉ có đụng đến số mũi ở phần nẹp thôi. Rồi sau khi mà các bạn đã batch to end xong thì người ta sẽ kêu là work to draw even in patch, tức nghĩa là chúng ta sẽ đan thêm 3 hàng nữa và đan theo họa tiết không có giảm mũi ha. Chúng ta sẽ đan 3 hàng một cách bình thường không có giảm mũi. 3 hàng tức nghĩa là thêm một hàng trái, một hàng phải, rồi một hàng mặt trái nữa ha. Rồi draft for rows 19 times more, tức nghĩa là chúng ta sẽ lặp lại 4 cái hàng trên thêm 19 lần nữa. 4 hàng trên tức nghĩa là có một hàng giảm mũi và 3 hàng không giảm mũi ha, thêm 19 lần cho đến khi nè tổng số mũi của chúng ta còn lại bao nhiêu đây stick tùy theo size ha. Tức nghĩa là hồi đầu thì các bạn sẽ nhớ là chúng ta bắt bao nhiêu mũi, sau đó là chúng ta có cái phần tăng mũi nè. Đó, một hàng tăng mũi thêm 19 lần nè. Chúng ta tăng 20 mũi ha. Thì bây giờ chúng ta sẽ trả lại 20 mũi đó ha, cho nó còn lại tổng số mũi như ban đầu mà mình đã bắt. Này, nếu mà các bạn so sánh thì số mũi này là bằng với cái số mũi bắt ban đầu. Tức nghĩa là khi ban đầu mình đang ở đây đó mà mình tăng mũi đó, mình đã đạt tới vị trí này rồi thì mình bắt đầu giảm mũi để trả lại cái số mũi hai bên này nó cân đối với nhau đó. Rồi place maker đó, rồi mình sẽ quay lại với các bạn ha. Cho đến khi mà mình giảm đủ số mũi, giảm còn bao nhiêu đây mũi tùy theo size. Thực sự ra cái cách giảm mũi nó đơn giản, nó chỉ có một mũi K2 thoát thôi. Và các bạn nhớ là cái hàng giảm mũi khi nào nó cũng nằm ở mặt phải hết ha. Nó cũng khi nào nó cũng nằm ở mặt phải hết. Và nó nằm là trước cái đồ đánh dấu. Rồi cái thứ hai nữa là chúng ta sẽ một hàng giảm mũi, sau đó là ba hàng đang không giảm mũi ha. Thì đó là những cái mà cho các bạn nhớ. Còn về họa tiết là khi nào mình cũng phải nhớ trong đầu rồi thì mình không nhắc lại nữa. Đây là mặt trái ha. Mình đã đang tới cái đồ đánh dấu. Thì cái mũi tiếp theo nè là cái mũi ở mặt phải mà chúng ta đã thực hiện mũi K hay thoát á. Thì mặt trái á, chúng ta sẽ thấy nó là mũi B ha. Thì các bạn sẽ thấy nè, nếu mà mình đang hai mũi B á thì nó không có vô họa tiết trí,
Tại vì họa tiết trước là phải một K một B ha. Thì ở chú đây là mũi B rồi, thì cái mũi đây nè, cái mũi mà mình vừa K hai thóp ở mặt phải á, thì sang mặt trái thì chúng ta cũng là mũi K nha. Cái này là chúng ta phải cố gắng làm sao này cho nó vô drip thôi ha. Thì các bạn sẽ nhìn cái họa tiết để chúng ta biết được là mặt trái chúng ta xác định nó là mũi gì để đan tiếp. Tại vì cái mũi giảm ở mặt phải khi nào cũng là mũi K hai thóp hết, nhưng mà thực chất là không phải khi nào mặt trái thì chúng ta cũng phải đan B, mà chúng ta phải dựa vào họa tiết drip để chúng ta đan. Nếu ví dụ ở đây là K, ở đây là B, thì mũi này chắc chắn là phải là mũi K. Mình không quan tâm mặt phải của nó là mũi gì, nhưng mà nó phải vô họa tiết drip ha. Đó là B, lại K. Đó. Mình chỉ lưu ý thêm các bạn về cái khoảng này, chúng ta phải cho cái mũi mà chúng ta vừa giảm ở mặt phải vô được cái họa tiết drip của chúng ta ha. Chào các bạn ha, mình đã giảm mũi đều nè. Đó. Cũng giảm 20 lần ha. Một lần là hàng Netro, thêm 19 lần nữa là 20 lần. Và số mũi của mình bây giờ nè, ở hàng cuối cùng ha, ở hàng cuối cùng đã đạt đủ số mũi giống như ở trên chart rồi. Đây đây có một câu là placemaker at end of last row, tức là chúng ta sẽ đặt cái đồ đánh dấu ở hàng đan cuối cùng. Hàng đan cuối cùng nè, các bạn sẽ thấy lần giảm mũi cuối cùng của mình sẽ nằm ở đây, và mình có ba hàng đan không giảm mũi. Và tại địa sau khi mà đan xong ba hàng không giảm mũi á, thì mình sẽ gắn cái đồ marker vào hàng cuối cùng. Các bạn có thể gắn ở đâu cũng được. Mình sử dụng cái đồ đánh dấu này là để mình có thể di chuyển được, tháo ra, gắn lại ở bất kỳ đâu mình muốn ha. Đó. Như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn xong đến cái phần này ha. Mình sẽ đọc tiếp luôn. Con là viết tắt của từ continue. Con even in pad until pad work. Marker measure bao nhiêu day in hoặc là cm, ending on a wrong side row. Tức là chúng ta sẽ tiếp tục đang theo họa tiết cho đến khi đạt được cái độ dài bao nhiêu day cm tính từ cái điểm mà chúng ta vừa đánh dấu xong. Và lưu ý là không giảm mũi nha. Ha, chúng ta sẽ tiếp tục đang không giảm mũi, đang theo họa tiết ha. Tính từ cái đồ đánh dấu đang thêm được bao nhiêu cm ha, tức là tính từ đây chúng ta sẽ đang thêm một khúc nữa bao nhiêu cm đó, tùy theo size. Và lưu ý là kết thúc bằng một hàng ở mặt trái nha các bạn nha. Đó. Rồi mình sẽ quay lại với các bạn khi mà mình sẽ đang được cái độ dài 5 cm đối với size của mình ha. Đó, tức nghĩa là từ cái đồ đánh dấu mình sẽ đang thêm 5 cm nữa và sẽ không giảm mũi nha, đang theo họa tiết không giảm mũi. Nè thì mình vừa đang kết thúc ending a wrong side row ha, mình đang được 5 cm rồi. Mình có dời cái đồ đánh dấu từ đầu hàng vô phía trong chút để cho các bạn dễ nhìn, dễ đo hơn nữa. Đó, mình sẽ đo thẳng một hàng chữ V ha. Đó, 5 cm tới cái đồ đánh dấu ha. Rồi mình có một cái tip nhỏ cho các bạn là để cho nó hoàn chỉnh hơn thôi, chỉ cho nó cân đối hơn thôi. Đó là tính từ cái chỗ mà các bạn giảm mũi ha, từ cái chỗ mà các bạn giảm mũi cuối cùng à, vị trí này nè ha. Đó. À, vị trí nè, cài thoát cuối cùng nè. Mình đếm lên coi mình đang được bao nhiêu hàng chữ V thẳng lên ha. Ví dụ như đây là 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 ha. Thì ở bên phía đầu ha, cái chỗ mà chúng ta làm bò áo là bắt mũi nè, thì tính từ đây đến cái chỗ mà tăng mũi đầu tiên thì nó sẽ cùng số hàng với nhau. À, mình sẽ đếm được nè, là 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 ha. Đó, ở đây cũng là 17 hàng hai bên. Cái phần bo áo đi lên là sẽ chốt cái một hàng tăng mũi đầu tiên, còn đây thì sẽ là từ cái hàng giảm mũi đầu tiên đến cái chỗ kim đan, là tính là từ đây ha, chỗ giảm mũi cuối cùng ha, cho tới kim đan thì nó sẽ có số hàng đạt bằng nhau.
Thì chắc chắn rồi, tại vì nó không thể mà hai bên cái áo một bên dài một bên thấp, thì cũng có thể nhưng mà đối với mẫu khác chứ không phải là mẫu này ha. Rồi, và chúng ta sẽ đảm bảo là kết thúc bằng một hàng đan ở mặt trái ha. Rồi mình mới vừa đan mặt trái xong đi, đây là mặt phải. Rồi, mình sẽ đọc tiếp trạng ha. Quốc truy in hay còn gọi là khoảng 7,5 cm ha. In K1B1 dripping. Tức nghĩa là chúng ta sẽ đan theo rib K1B1 ha. Để làm thực hiện cái bo đó, ending on a right side row, kết thúc bằng một hàng ở mặt phải ha. Đó. Thì từ đây trở đi nè, chúng ta sẽ đan K1B1. Thì cái này là cái bo kết thúc của cái bên áo còn lại. Chúng ta tưởng tượng nó giống như một cái khăn á các bạn. Cái khăn tròn từ thân trước ha sang thân sau. Rồi lại vòng ra ngược ra trước. Nó đang K1B1 ha. Này, cái mũi trước cái đồ đánh dấu của mình là mũi K nè. Đó. Mình gỡ cái đồ đánh dấu ra ha. Tiếp theo mình sẽ là đan B ha. Đó. Đó, KB nó vô họa tiết luôn á. Nói chung là các bạn cứ đan KB cho mình, không quan tâm đến họa tiết nó là bao nhiêu nữa. Đó, đan KB ha. Cho đến hết hàng luôn nha. Và chúng ta tiếp tục đan theo họa tiết đan drip cả mặt trái lẫn mặt phải cho đến khi nào mà cái bo được 7,5 cm ha, nó dài một khúc nhiều đây. Và các bạn có thể đếm được giống như cái cách mình vừa làm ha, chúng ta có thể đếm cái phần bo áo ở đây ha. Từ cái hàng quắt mũi cho đến hết phần drip, chúng ta đã đan bao nhiêu hàng drip. Thì ở bên kết thúc cái phần phân á, thì các bạn cũng phải đan đủ bao nhiêu số hàng đó để cho hai bên nó nhìn nó cân đối với nhau ha. Mình sẽ off máy để mà mình tiếp tục đan. Sau khi đan xong thì mình sẽ cho các bạn xem. Chào các bạn ha, mình đã đan xong cái đoạn drip rồi. Thì cái đoạn drip của mình ha. Này, 7,5 cm. Thì mình kết thúc bằng một hàng ở mặt phải luôn. Này, cái sợi kim của mình vừa đan xong mặt phải không. Đó. Bây giờ mình sẽ đọc tiếp nè. Cast off in dripping, tức là chúng ta sẽ ra kim theo drip ha. Và ra kim ở mặt trái nha các bạn. Đó, mũi đầu tiên của mình mặt trái là mũi B ha. Thì mình sẽ đan B1 ha. Mũi tiếp theo là mũi đan K thì mình sẽ đan K. Cái mũi sau choàng lên mũi trước ha. Đây, đây là ra kim theo rib nè. Đó, tiếp tục là mũi B thì đan B. Mũi sau choàng. Đấy, mũi sau choàng lên mũi trước đó. Tiếp tục là đan K. Đấy, mũi sau chèo lên mũi trước. Tiếp tục là đan B ha. Đấy, mũi sau chèo lên mũi trước đó. Thì chúng ta sẽ tiếp tục K thì đan K mà B thì đan B ha, cho đến khi nào chúng ta ra kim hết với một đoạn luôn. Này, mình đã ra kim tới mũi cuối ha. Mình sẽ cắt len ít thôi ha, để mà mình giấu len. Có một cái găng tay là đủ rồi. Đó. Như vậy là mình đã hướng dẫn cho các bạn xong cái phần thân trước ha, phần ha. Nó dài lắm nên là chắc là phải vô trong cái phần locking á, thì các bạn mới thấy được cái toàn cảnh của cái phần thân trước của mình. Chứ còn ở đây thì mình không có cách nào mà
quay cho các bạn thấy được á. Nếu mà các bạn muốn thấy được cái toàn cảnh cái phần thân trước trước khi mà ráp á, thì các bạn tua nhanh tới cái phần locking để xem cái phần thân trước giúp mình nha. Ở đây thì mình có thể gấp gấp đôi lại thì các bạn sẽ thấy nè, đó tương đối là vậy thôi. À, cái bảng thì ở dưới đây là nó nhỏ, cái nẹp ở dưới đây nhỏ lên đây thì nó to ra, thì nó gấp cái áo cổ áo như thế này xuống ha. Đó, thì các bạn có thể tưởng tượng ra được là cái cổ thì nó sẽ như thế này.